Xin chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu. Ngày hôm nay chị Chim Sinh sẽ tiếp tục chơi slam nhé. Ngày hôm trước thì chị Chim Sinh chơi slam nó đã bị gián đoạn một chút xíu vì chị quên ấn nút quay. Cho nên là hôm nay chị Chim Sinh thực hiện lại và với nhiều slam hơn nữa chị sẽ mix trộn chúng lại với nhau các loại slam mà chị đã mua. Đây, slam nước ngọt nè, hạt sốt nè, rồi tên lửa nè, cái ly nè. Wow, có rất là nhiều loại slam ở đây nhé. Và bây giờ chị Chim Sinh sẽ trộn chúng lại với nhau cho các bạn nhỏ coi ha. Ok, đầu tiên sẽ là những cái hũ slam táo nhỏ này nhé. Có màu xanh và màu cam hai đầu. Chất trong. Tiếp theo là một cái táo màu hồng. Màu hồng và xanh lá cây. Số 3 cũng là slam táo màu cam và tím. Cuối cùng slam táo và tím và vàng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ slam nước ngọt vào nha. Đây là những chai slam nước ngọt, đây là màu tím. Slam nước ngọt màu xanh lá cây. Slam nước ngọt màu cam. Và cuối cùng là slam nước ngọt màu vàng. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cho những cái hũ slam ly nước nhỏ này nha. Đầu tiên là màu hồng nè. Tiếp theo là màu xanh da trời. Hơi cứng nha các em. Bây giờ là slam màu vàng. Rồi slam ly nước màu tím. Tiếp theo là loại slam tên lửa. Slam tên lửa này có hai đầu, một màu hồng và một màu cam. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với những cây hạt sốt này nhé. Sốt này là xanh dạ. Bây giờ là hộp hạt sốt màu hồng. Và tiếp theo là màu xanh da trời. Hơi dính một chút xíu nha. Bây giờ là hộp số 1 cam. Màu đen. Thank you.
Cuối cùng chúng ta chỉ còn lại hai loại slam này. Slam có hạt ở trong rất là đẹp, màu xanh trong nha. Và slam nó rất là lỏng các em ạ. Chị sẽ đổ vào đây rồi lát nữa chúng ta trộn lại thì chắc chắn nó sẽ hết. Tại vì lúc nãy là có những cái loại slam nó bị cứng. Cuối cùng là hộp màu cam. Ok, vậy là chúng ta đã có một tô slam rất là nhiều loại. Bây giờ chị Chim Sinh sẽ bắt đầu trộn chúng lại với nhau để xem chúng ta thu được cái gì nhé. Wow, chúng ta có một tô slam rất là nhiều loại đây. Và bây giờ chị Chim Sinh sẽ bắt đầu trộn lại nè. Hơi dính một chút xíu nhưng mà tại vì có những cái loại nó bị dính, mà chúng ta có trộn đều một lúc á là nó sẽ đều hơn ha. Những loại dính nó sẽ bù cho những cái loại bị cứng. Wow, các bạn nhỏ thấy không, sau khi chúng ta trộn đều lên thì slam trông cũng khá là đẹp. Nó có cái màu gọi là màu nâu rêu, rêu rêu nhưng mà nó thiên về màu nâu hơn. Sau một hồi nhào nặn thì slam của chúng ta cũng đã rất là ok rồi. Đó, không còn dính tay. Lúc nãy có những cái loại nó bị nhão nè, hoặc là có những cái loại bị cứng, thì sau khi mà chúng ta trộn chúng lại với nhau thì thu được khối slam chơi đã như thế này nhé. Thank you.
quá đã luôn các em ơi. Cảm ơn các bạn nhỏ đã theo dõi hết video mà chị Chim xin chơi trộn slime mua từ cửa hàng về. Cảm ơn các bạn nhỏ nhé, và đừng quên like video ủng hộ cho chị với nha. Còn bây giờ chị Chim xin chào tạm biệt các bạn nhỏ thân yêu. Hẹn gặp lại các em trong video sau nhé. Chào tạm biệt các em.